Hello, what's good? Chào mừng các bạn đến với channel của Chú Kiều Nguyễn. Thì dành cho những ai chưa biết đến channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những cái clip viral trên mạng. Và chắc là không để mất thời gian của các bạn nữa. Đến phần intro thế nào? Hôm nay mình bị mọc hai cục mủ ở đây rồi. Let's go. Ok, thì đối với cái video mà mình sẽ làm reaction cho ngày hôm nay thì sẽ là MV Candy của Dương Domic. Thì thực ra thì cái nghệ sĩ này cũng như là cái bài hát này thì mình chưa có nghe qua bao giờ cả. Và có một vài bạn đã có comment ở dưới những cái video reaction trước đó của mình. Thì mình có thấy là ô sao có nhiều người comment như vậy. Thì mình nghĩ là chắc là nó hay hoặc là nó có một cái gì đó thú vị thì các bạn mới comment như vậy. Thì đầu tiên thì mình xin là cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Mình sẽ react những cái bài hát mà các bạn gọi là comment nhiều hoặc là gửi cho mình nhiều á, thì mình sẽ react những cái MV đó. Thì đây là cũng là một cái nghệ sĩ mà mình chưa biết bao giờ. Thì mình có thấy là cái channel của cái MV này là IF Entertainment, mình không biết là mình đọc đúng không, IF hay là IF. Thì theo mình có xem một tí xíu thì lướt lướt coi cái mình một xíu, hình như đây là một nghệ sĩ trẻ của Việt Nam mình thì phải. Ok, thì chắc là bắt đầu thôi. Let's go. Mình cũng chưa xem qua cái MV này cũng như là chưa biết gì về cái công ty này luôn, cũng như là nghệ sĩ này luôn, Dương Tomic này luôn. Dương hả? Mình nghĩ là Dương. Với lại bài hát này mình cũng chưa nghe qua bao giờ. Mà có vẻ là cũng khá là nhiều view nha. Được đăng tải vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 mà hiện tại là đã có 2,5 triệu view rồi. Wow. Rất là đỉnh đối với một nghệ sĩ ha. Ok, let's go. Không mất thời gian nữa nào. Để xem coi. Thật ra thì mình là một người rất là thích gọi là support, cũng như là nếu mà mình có khả năng ha, mình rất là thích support cho những nghệ sĩ trẻ và tiềm năng, và mình muốn kiểu shout out cho những người đó nếu mà mình có cơ hội nổi tiếng hay gì đó. Thì các bạn cố gắng đi, mình nếu mà mình nổi tiếng thì mình sẽ shout out cho những người này. Let's nhìn nhìn bạn, mình nghĩ là bạn này sẽ là ca sĩ nè, bạn này sẽ là Yoon Domic nè, nhìn giống tựa tựa kiểu Hàn Quốc phết nha. Mình không biết là có like Hàn Quốc không mà nhìn nhìn có nét Hàn Quốc phết. Anh đi mê trong mê say, cô đưa trong đêm nay chỉ riêng anh đâu. Một lần gặp gỡ đã say ngàn thu, quên vào bài hát mấy baby blue. Hoa và mây chạm bên đôi tay, em đã dìa che cơ tim tôi dần này. So sweet, so sweet like candy. So sweet, so sweet, so sweet, so sweet like candy. Sẽ em là điều anh không thể. Cho mình say, anh thêm phương yêu lấy để bàn tay. Wow. Bất ngờ thật đấy. Cái vibe rất là kiểu Hàn Quốc luôn, rất là kiểu K-pop luôn. Thứ nhất ha, ngoại hình cao ráo, đẹp trai, sáng sủa, nhìn có nét Hàn Quốc. Hát thì ok, cũng hay. MV thì cũng đầu tư. Wow, đây là một gọi là nghệ sĩ tiềm năng của gọi là V-pop mình đó.
Damn. Để mình nghe lại nha. Wow, cuốn đấy, cuốn đấy, cuốn đấy, được đấy. Được đấy, ai có mình thì được đấy. Like candy. I don't know if you with me anymore. Baby I'm letting go. Anh đêm mê trong mê say, anh cô đơn trong đêm nay chỉ riêng anh đâu. Một lần gặp quá đắm say ngàn thu. Quên bao bài hát mấy baby blue. Hoa và mây chạm bên đôi tay. Em đã giết chết con tim tôi dần nay. So sweet, so sweet like candy. So sweet, so sweet, so sweet like candy. Ủa, đạo quá cuồng, sự tan bóng tối cuốn trong anh nói buồn. So sweet like candy, ngày giờ sẽ em là điều anh không thể. Yeah yeah, trong mây say, anh đang phương yêu lấy để bàn tay anh như thiên thần ai. Em nay đâu, đang vui hay buồn giàu hay lại đang chìm sâu trong ánh đèn màu. Có lẽ em đã quên rồi, từ chia hôn ban sơ trong trưa mưa vội lục tìm ký ức anh kìm nén nghĩ về em trong màn đêm bây giờ như là một thói quen. I don't know if you with me anymore. Baby I'm letting go. Anh đêm mê trong mê say, anh cô đơn trong đêm nay chỉ riêng anh đâu. Một lần gặp đã đắm say ngàn thu. Quên bao bài hát mấy baby blue. Hoa và mây chạm bên đôi tay. Em đã giết chết tim tôi tonight. Let's go. Now I'm searching for you. Woo! Running around a new city and you're leaving me clues. And the scent from your candy roams around and protects me from the time that we shared beneath the trees of bamboo. Ay, 너를 더 찾은 느낌이 들어, so sweet, so pure. 우리 사이 바람이 불어, 남은 우리의 추억 속을 내 사... Tiếng Hàn á, ông này là người Hàn à. Tên gì nhờ? Microdot à. À, thật ra mình cũng không có... Không biết người này. Thật ra là mình có nghe nhiều về... Nghe nhiều cái gọi là... hip hop của Hàn Quốc á, nhưng mà bạn này thì mình không biết. Wow, chắc lại cũng là nghệ sĩ mới nổi rồi, gọi là nghệ sĩ trẻ nha. Ồ, được đấy, được đấy. Let's go. I got lost, now I'm searching for you. Running around a new city and you're leaving me clues. And the scent from your candy roams around and protects me from the time that we shared beneath the trees of bamboo. Hey, 너를 더 찾은 느낌이 들어, so sweet, so pure. 우리 사이 바람이 불어, 남은 우리의 추억 속을 되살펴 널 꼭 찾길 바란 마지막 소원. 너와 멀어져 시들어가던 꽃도 다시 피어. The taste of your lips, I'm addicted like drugs. I'm caught in a trip. That's led by your love, yeah. And your voice is my medicine, yeah. Memories that I'm cherishing all faded away. My babe, I'm losing your touch. I guess I'm out here just looking for you. Ooh. I'm going in circles, running confused, yeah. I'm out of ideas, just wanting the truth, yeah. I feel so close, yet so far from you. I don't know if you're with me anymore. My baby, ooh. I'm letting go. Anh đêm hay trong men say, anh cô đơn trong đêm này. Never letting go. Một lần gặp đã đắm say ngàn thu. Quên bao bài hát. So sweet, so sweet like candy. Like candy. So sweet, so sweet like candy. So sweet, like candy. So sweet, so sweet like candy. So so sweet, so sweet. Cho anh xin một lần được bên em dài lâu cùng đi đến cuối chặng đường. Những cánh chim bay như mình ta thành đôi uyên ương. You the one and I really need you. Come with me, I'll make a dream come true. Ô, nhìn giống Hàn Quốc thật sự luôn á. Không biết là có like không nữa nhưng mà không nhận nhìn cũng đẹp trai nha. Wow, có bản, có cả bản Việt, bản tiếng Anh, bản Hàn, rồi bản Thái, rồi bản Indo luôn. Wow. Damn, MV nhìn nhìn đẹp quá, MV nhìn chất quá. Wow.
mấy bạn nào gợi ý mình cái MV này vậy? Rồi, big shout out cho các bạn ha. Wow. Rồi, cái nhất thì MV được đầu tư kiểu rất là chỉnh chu luôn. Mình thấy là có cái sự chuyên nghiệp ở trong này. Và nó như là nếu mà một người mà không có biết gì về gọi là V-pop mình hay là những cái nghệ sĩ ở nước gọi là ở Việt Nam mình thì chắc là nghĩ là bạn cái MV này là của một nghệ sĩ gọi là có tên có tuổi ở Việt Nam mình. Tại vì MV rất là đầu tư, nhạc cũng rất là đầu tư luôn. Về lời thì mình không muốn bàn tới ha, tại vì cái bài này nó cũng mình nghĩ là ý là về lời hát thì cũng chắc cũng không bàn tới đâu. Nhưng mà về giai điệu nè, con beat đồ rất là hay và nghe rất là catchy, nghe rất là bạn ý là rất là vui tươi á. Và nhưng mà nói thì MV về màu sắc đồ cái thứ rất là đầu tư luôn, trang phục đồ outfit đồ các thứ nữa, background rồi cái thứ. Wow, ý là mình không nghĩ là một nghệ sĩ, mình nghĩ đây là chắc là một nghệ sĩ mới, mình không biết bạn này trước đó ha, mình không biết trước đó bạn này có sản phẩm nào hay không. Nhưng mà cái thứ nhất thì mình thấy cái channel của cái If Entertainment này thì cũng chắc là vừa mới build thôi, mới có 7k mấy subscriber thôi, thì mình nghĩ đây là một nghệ sĩ mới. Thì nếu mà là một nghệ sĩ mới thì đối với mình thì quá tuyệt vời, 10 điểm và keep it up. Mình rất là mong là gọi là Việt Nam mình sẽ có nhiều những nghệ sĩ như thế này, tại vì nó sẽ gọi là level up cái thị trường âm nhạc của nước mình lên. Tại vì hiện tại thì theo mình thấy thì cái thị trường âm nhạc của nước Việt Nam mình thì nó khá là đi lên rất là nhiều so với những cái thời gian trước đó rồi. Mình có thấy ví dụ như là Suboy được ra ATA Rising, rồi mới gần đây thì Thần Linh cũng được ra tới ATA Rising, thì đó là một cái niềm mà mình gọi là rất là tự hào luôn. Các bạn nên check những cái sản phẩm của ATA Rising mà có Thần Linh với là Suboy thì thực sự là rất là chuyên nghiệp, và mình rất là mong là sau này sẽ có những nghệ sĩ mà sẽ đi ra những gọi là những cái thị trường thế giới. Và wow, vì mình thấy là đây là một Dương Domic thì mình thấy là một cái nghệ sĩ rất là tài năng. Cảm ơn các bạn nào mà đã gọi là comment ở phía bên dưới ha. Thực ra thì mình không biết bạn này là ai luôn, mình không biết cái entertainment này luôn, và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì ok, thì đó là phần reaction của mình, nó ngắn gọn thôi. Mình nghĩ là chủ yếu là trên tinh thần là vui là chính. Ok, thì chắc là chúc các bạn có một cái ngày thật là vui vẻ. Và như những cái comment của mình và những cái clip trước mình đã nói rồi, thì mục đích mình làm cái channel ra là mình muốn lan tỏa cái sự vui vẻ và cái năng lượng tích cực của mình lan tỏa ra tới mọi người. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các bạn đã xem tới thời điểm hiện tại, và mình mong là các bạn sẽ đồng hành với mình ở thời gian sắp tới nữa. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay mình bị nổi mụn rất là buồn, mặc dù mình uống nước rất là nhiều á. Ok, đến đó thôi. Ok, như mọi khi, peace and I'm out. Bow.